Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo thể thao. Sẵn sàng trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU ký hợp đồng bom tấn nhắm Haaland 2.0. Ten Hag sẵn sàng phá bỏ quy tắc vì Rapport Hai chữ ký đẳng cấp giúp MU trở lại đỉnh cao và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU ký hợp đồng bom tấn nhắm Haaland 2.0. Nhà báo thân Napoli, Iel Martino tiết lộ MU đã có động thái tiếp cận với Napoli để ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen. Tuyển thủ người Nigeria cùng với Harry Kane là những mục tiêu hàng đầu của MU cho vị trí tiền đạo mùa tới. Nhưng theo cựu danh thủ Rio Ferdinand, Osimhen sẽ là thương vụ tốt hơn bởi có thể đem lại lợi nhuận bán lại. Tuy nhiên, số tiền mà MU phải bỏ ra dự kiến sẽ không dưới 120 triệu euro. Ngoài ra, theo Fichazet, MU sẽ theo đuổi Benjamin Sesko hiện đang khoác áo Real Sa Bắc vào mùa hè năm nay trong trường hợp không thể chiêu mộ tiền đạo Victor Osimhen. Tại Sa Bắc, Setko được so sánh tài năng với Erling Haaland. Jensen cũng trưởng thành từ câu lạc bộ áo và đang làm mưa làm gió tại ngoài hạng Anh trong ngoại áo Man City. Tuy nhiên, khúc mắc của thương vụ này đó là Sesko đã ký hợp đồng với Leipzig hồi đầu mùa, anh chỉ đang thi đấu cho Sa Bắc theo dạng cho mượn. Do đó, nếu muốn có anh, Mẫu sẽ phải thương thảo với đội bóng Đức. Nhà Colorado chia sẻ về việc bán Maur theo tờ the Athletic, các thành viên trong gia đình có quan điểm khác nhau về vấn đề này Joe và avam glazer đồng chủ tịch được cho là miễn cưỡng chấp nhận việc bán toàn bộ mu họ chỉ muốn bán một phần cổ phần của câu lạc bộ để có tiền tái đầu tư trong khi đó bốn thành viên khác trong gia đình là kevin brian edward và daxi lại muốn bán đứt quỷ đỏ mâu thuẫn từ các thành viên trong gia đình nhà glazer cùng với việc chưa đối tác nào đáp ứng mức giá yêu cầu 6 tỷ bảng anh của nhà glazer nên mu chưa thể đổi chủ Ten sẵn sàng phá bỏ quy tắc vì Radford. Mà tiếp tục thăng hoa giúp MU có danh hiệu đầu tiên sau 6 năm chờ đợi. Eric Ten Hag dường như sẵn sàng phớt lờ mức lương tối đa được áp đặt gần đây để giữ Marcus ở lại MU lâu dài. Theo Daily Star, MU đã đề nghị với Radford một bản hợp đồng trị giá 300.000 bảng mỗi tuần. Nếu điều đó không đủ để cám dỗ anh ta, thì có tin đồn rằng MU sẽ trả một cái giá 120 triệu bảng cho cái đầu của anh ta. PSG, Real Madrid và Barca đều đang theo dõi tình hình của anh ấy, nhưng họ sẽ phải phá vỡ ngân sách để ký hợp đồng với anh ấy vào mùa hè này. Daily tuyên bố cái gọi là quy tắc Ronaldo đã được đưa ra sẽ giới hạn mức lương ở mức 200.000 bảng mỗi tuần. Nó đánh dấu một sự thay đổi lớn từ một đội ngũ quản lý của MU để tránh bất kỳ sự ghen tị nào đang bùng phát trong phòng thay đồ. Những người như Rafael Varane, Casemiro và Bruno Fernandes đều được cho là kiếm được số tiền tương tự trong khoảng này hai chữ ký đẳng cấp giúp MU trở lại đỉnh cao. Ngay từ thời điểm mới nhậm chức, Eric Ten Hag đã được làm rõ vai trò. Long là nhà quản lý giống như Sir Alex Ferguson trong quá khứ chứ không chỉ đơn thuần là một huấn luyện viên. Vì thế, cựu thuyền trưởng Ajax được toàn quyền quyết định trong khâu nhân sự, qua đó đủ uy quyền để truyền đạt ý tưởng cho học trò. Vì thế, nhà cầm quân 53 tuổi đã đặt ra tiêu chuẩn rất cao, từ cơ sở vật chất cho đến vấn đề khoa học thể thao. Bên cạnh đó, Eric Ten Hag luôn yêu cầu cầu thủ MU phải có thái độ cầu tiến, chuyên nghiệp và đảm bảo tuân theo quy tắc. Với Eric Ten Hag, không một ai được phép lớn hơn đội bóng. Khẩu hiệu này làm nhiều người hâm mộ hoài niệm về quá khứ huy hoàng với Sir Alex Ferguson. Ngoài ra, chiến lược gia người Hà Lan đã thổi luồng gió mới, góp cân giúp cho nhiều nhân tố phát triển hơn. Điển hình là Diogo Dalot, người tưởng chứng như phải ra đi nhưng lại trở thành trụ cột ở hàng phòng ngự. Hay có thể kể đến Juan Bissaka, cầu thủ có thời điểm đe dọa vị trí của Diogo Dalot và thể hiện hết thế mạnh của mình. Eric Ten Hag là mẫu thuyền trưởng sử dụng thuần thục thuật đắc nhân tâm ông có thể tống Harry Maguire đội trưởng của MU lên ghế dự bị nhưng không để lại vết sức nào. Bên cạnh đó, Facundo Pellicci tuy bất mãn nhưng vẫn được giữ lại, thậm chí tuyển thủ Uruguay còn tỏ ra khảo khát ra sân và chiến đấu hết mình vì đội chủ sân Old Trafford. Thế nhưng, không thể không nhắc đến Benny McCarthy. Ở mùa giải năm nay, cựu cầu thủ người Nam Phi gia nhập MU với vai trò huấn luyện viên tiền đạo, vị trí tương đối mới mẻ với quỷ đỏ, Thực tế trong quá khứ, Benny McCarthy là chân sút nổi danh, từng là học trò của Jose Mourinho và khuyên đảo ngoại hạng Anh trong màu áo Blackburn. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, Benny McCarthy đã phối hợp với Eric Ten Hag giúp Marcus trở thành cỗ máy săn bàn thực thụ. Trước đây, chân sút sinh năm 1997 được biết đến với phong cách dứt điểm, mắm môi, mắm lợi. Kiểu dứt điểm này tuy uy lực nhưng thường đạt độ chính xác không cao, đồng thời cũng không đa dạng về quỹ đạo lẫn hướng đi của bóng. Tuy nhiên, hiện tại Macarafford đã tiết chế và dứt điểm gọn gàng hơn. Một điểm khác cầu thủ người Anh cũng cải thiện không chiến. Đó là lý do mà Anh sở hữu tới 24 bàn thắng tính đến thời điểm này. Rõ ràng là sự xuất hiện của Eric Ten Hag và Benny McCarthy đã giúp cho MU đốt cháy giai đoạn, đồng thời trở lại vị thế của một câu lạc bộ hàng đầu sớm hơn dự kiến. MU tập luyện ngay sau khi vô địch Carabao Cup. Tờ Atlantic đưa tin tập thể MU đáp chuyến bay từ London trở lại Manchester hôm 26 tháng 2, ngay sau khi trận chung kết với Newcastle khép lại. Quỷ đỏ không tổ chức bất kỳ màn ăn mừng nào. Eric Ten Hag muốn các học trò chuẩn bị cho buổi tập hôm sau. MU sẽ đối đầu West Ham tại vòng 5 FA Cup trên sân nhà Old Trafford vào ngày 2 tháng 3. Sự kỷ luật của Eric Ten Hag giúp MU chơi gắn kết và quyết tâm hơn mỗi khi ra sân. Cựu tiện đạo Wayne Rooney khen ngợi chiến lược gia người Hà Lan. Ông ấy thay đổi tư duy và giúp các cầu thủ chơi tự tin hơn. Ban huấn luyện đội đòi hỏi rất nhiều từ các cầu thủ, nhưng chính họ cũng rất hào hứng khi làm việc cùng Eric Ten Hag. Dù vậy, nhiều cổ động viên lo ngại cầu thủ MU bị quá tải khi thi đấu với mất độ 3 ngày trên trận gần trong gần 2 tháng qua. Nhiều cổ động viên cho rằng ban huấn luyện cần xoay tua một số cầu thủ chủ chốt. MU vượt qua tuần thi đấu khó khăn khi toàn thắng ở ba đấu trường trước Leicester City, Barca và Newcastle, trong đó quỷ đỏ lên ngôi vô địch Carabao Cup và có danh hiệu đầu tiên sau 6 năm chờ đợi. MU vẫn có cơ hội đăng quang tại FA Cup và Europa League nhưng tùy thuộc vào màn trình diễn của quỷ đỏ trước West Ham và Real Betis. Trong khi đó, cơ hội cạnh tranh trước vô địch ngoại hạng Anh của MU mong manh hơn khi họ kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. MU gặp trở ngại vụ Diogo Dalot Hiện tại MU đang nỗ lực thuyết phục Diogo Dalot gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, Real Madrid sớm có kế hoạch lôi kéo hậu vệ người Bồ Đào Nha. Kèn kèn trắng đang gặp vấn đề về vị trí hậu vệ phải. Dani Cavaza và Lucas Paquet đều trên 30 tuổi, trong khi Avaro Orizola không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Diogo Dalot hết hạn hợp đồng vào tháng 6 2024. Do đó, Real Madrid có thể đưa ra một lời đề nghị mới với mức phí chuyển nhượng không quá cao hoặc là chờ tới hẹn năm sau để ký miễn phí như là trường hợp của David Abala hay là Anthony Rudiger. Ten Hag biến MU từ những kẻ phàn nàn thành nhà vô địch. Gani Nevin cho rằng Eric Ten Hag đã biến MU từ những gã chuyên phàn nàn thành một tập thể vô địch sau danh hiệu Carabao Cup vừa qua. david chia sẻ sau trận đấu, đây là câu chuyện về một người đàn ông đã biến một đội bóng từ những kẻ phàn nàn thành những nhà vô địch những gì Ten Hag làm thật ấn tượng. Các cầu thủ MU bây giờ có tinh thần chiến đấu rất tốt, họ có cơ hội để giành thêm danh hiệu. Ông ấy đưa ra những quyết định tốt trong các trận đấu, những sự thay đổi người của ông ấy là đủ cho đội bóng giữ thành quả. Đội bóng đã chơi ấn tượng trong vài tháng qua, vào cuối mùa giải trước có một vài cầu thủ trong đội đã bị tôi và các cổ động viên MU gọi là nỗi ô nhục. Thật tệ khi phải xem họ thi đấu, đó là một tập thể bị chia rẽ. Nhưng sự thay đổi đã diễn ra, Ten Hag đã làm được một việc phi thường, danh hiệu này có thể là chất xúc tác để truyền cảm giác tự tin vào đội hình. Tập thể này sẽ nguy hiểm với một chiếc huy chương ở trên cổ, bởi vì bạn có thể lạc quan về cách mà Ten Hag sẽ cải thiện đội bóng hơn nữa trong vòng 12 đến 18 tháng tới. MU vẫn chưa ở gần Arsenal hay Man City, nhưng những gì mà họ làm được bây giờ là điều mà tôi không thể tưởng tượng nổi cách đây 6 tháng các cổ động viên yêu đội bóng này, bạn có thể nghe thấy những tiếng cổ vũ của cho Eric Ten Hag, họ yêu quý ông ấy. Khi ông ấy nâng cao danh hiệu, bạn có thể thấy rõ rằng các cổ động viên thấy ai mới là người quan trọng nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!